Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì ẩm thực miền quê mời các bạn cùng vào bếp để làm sung mướn sổi rất là lưu cơm nhé. Để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng làm với mình sau đây. Các bạn chuẩn bị cho mình những quả sung nhé, và mình làm sung muối sổi. Các bạn chuẩn bị sung này, giềng, tỏi, ớt, chanh hoặc quất các bạn nhé. Mắm muối thì chúng ta sẽ nói sau. Trước tiên các bạn sẽ cho mình vào đây một ít muối và nước để mình ngắt thịt sung ngâm trong nước muối. Để sung các bạn có thể thái ra nhé, như thế này. Đây tôi ngâm đã xong đó thì mình sẽ thái. Sung muối thì chúng ta không nên lấy sung già quá nhé, non quá thì nó lại bé, cho nên đấy sinh sung bánh tẻ như thế này rất là vừa và dễ ăn. Các bạn ngắt hết phần sung cho vào đây cho mình. Các bạn thái cho mình cái phần sung ra nhé, khi mình đã ngâm như thế rồi. Sung mình thái xong nhé, các bạn sẽ ngâm cho mình vào đây khoảng độ 20 phút để cho cái phần nhựa nó đi 20 đến 30 phút trong nước muối như thế này nhé, thì sung sẽ trắng và đỡ cái chát đi ạ. Các bạn thái cho mình một giềng. Mình dùng giềng non như thế này ạ, các bạn muối lên chúng ta có thể ăn được nhé. Nó cay một chút và nó lại mềm dễ ăn, nếu mà giềng già thì nó lại cứng ạ. Như thế này có vào sung muối rất là thơm mà. Tỏi đập cho mình. Ớt tùy theo các bạn cay nhiều hay ít nhé, mình ớt chín nó hết mất, còn mấy quả con thì thái mất. Ớt xanh. Bây giờ mình sẽ rửa cái phần sung này đi. Sung các bạn rửa sạch cho mình để ráo hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào tô này. Tỏi, ớt, giềng các bạn cho vào cho mình. Mình cho vào đây thìa muối các bạn nhé. Chỗ này là 400g sung đấy các bạn ạ. Thìa muối rồi các bạn sẽ cho mình đường nữa. Đảo đều lên nhé. Nếu mà khi mà chúng ta ăn ấy cảm thấy nó nhạt thì các bạn sẽ có thể chấm với mắm hoặc là trộn mắm sau nhé. Bây giờ mình chỉ muối với muối và đường thôi. Bây giờ các bạn sẽ cho mình quả quất nữa. Vì mình muốn lấy độ chua ấy, nhanh được ăn thì chúng ta cho quả quất cho nó thơm hoặc là quả chanh tùy theo các bạn nhé. Cái phần quả quất này các bạn có thể thái ra cho vào đấy để cho nó có cái mùi thơm ạ. Quất của nhà mình, quất vườn, không có thuốc thang gì cả. Quả quất cho nó thơm, trộn đều lên. Chỉ để khoảng 1 giờ là chúng ta có thể lấy ra để ăn nhé. Ăn không hết các bạn có thể cất vào trong ngăn mát tủ lạnh để chúng ta dùng dần.
và để sung thì nó không ra nước nhiều, các bạn sẽ phải cho ít nước vào đây thì nó mới không bị thâm ạ. Có cái đĩa hoặc có hòn nén như thế này thì các bạn sẽ đậy lên nén vào cho mình nhé, để cho nó không bị nổi lên thì sẽ không thâm. Khoảng 1 giờ sau mình sẽ lấy ra là có thể sử dụng được ạ. Dạ, sung của mình sau khi mình muối sổi mình đã để 1 giờ các bạn nhé. Bạn đặt đều lên, sung rất là trắng và ngon. Vào mình ăn nhé. Mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Như mình ăn thế này là vừa. Nếu ai ăn mặn ấy thì có thể chấm thêm một chút nước mắm nữa ạ. Chỉ để trong ngày ở ngoài nhiệt độ ngoài phòng này thôi các bạn nhé. Còn trong đó thì các bạn nên cất cho mình trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Cho vào những cái hộp mình cất trong tủ lạnh ấy thì sẽ để được cả tuần các bạn ạ. Ăn sung thì rất là lành tính rồi. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê ạ. Chúc các bạn có món sung muối sổi ngon. Xin chào các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cây hoa cứt lợn tím nhé. Các bạn thấy không? Rất là nhiều cây hoa cứt lợn tím ở đây. Mình sẽ ngắt về để mình chia sẻ với các bạn về cây hoa cứt lợn tím chữa bệnh. Đây là cây lá dứa, cây lá lép, cây lá thơm các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn ạ.